cậu thích môn gì? Dạ con thích bóng đá. Bóng đá? Dạ. Tôi thích. Tôi rất thích bóng đá. Dạ. Không đêm nào tôi không xem bóng đá. Không xem bóng đá thì không ngủ được. Dạ. Mùa giải nào tôi cũng xem, không bỏ. Dạ, con cũng vậy. Rất thích. Dạ. Thế thần tượng của cậu là ai? Dạ David Beckham. Tôi thích David Beckham. Dạ. Bởi vì những người thích David Beckham là những người rất chung thủy, là những người chồng rất lý tưởng, những người đàn ông tốt. Dạ. Thật ra con vừa mới ly dị vợ. Tôi thích. Hả? Xin lỗi, tôi bị sốc thôi, bị sốc thôi. Cậu có vợ rồi? Dạ, dạ có rồi, nhưng mà ly dị rồi. Từ lúc nào? Dạ, một năm trước. Không sao, cái thời buổi lộn xộn bây giờ là ly dị là bình thường. Tại vì lớn lên rồi cha mẹ gấp rút quá, gả cưới sớm quá, rồi cho nên không hiểu nhau, ly dị là bình thường. Tôi cũng có thằng cháu cũng mới vừa ly dị đấy. Dạ. Nghe nói cái cô bạn ở chung phòng với con Diệu Huyền cũng mới vừa ly dị chồng. Dạ đúng rồi. Đó, nghe nói là chồng của cô bạn của Diệu Huyền á cũng là một người thầy dạy thể thao. Người đó là con. Cậu cao bao nhiêu? Dạ 1m79. Tôi thích. Đàn ông phải cao ráo như vậy mới là bờ vai để phụ nữ dựa một cách vững chắc. Nghe nói gia đình cậu có một tổ hợp đông y lớn nhất thành phố này đúng không? Dạ cũng nhỏ nhỏ thôi bác. Nhỏ nhỏ? Dạ. Đàn ông mà khiêm tốn như vậy tôi thích. Dạ. Gia đình tôi cũng rất thích làm ăn như vậy. Dạ. Công nhận gia đình cậu cũng rất giỏi. Dạ, cảm ơn bác. Cậu là thầy dạy thể dục. Dạ. Cậu rất thích thể thao đúng không? Dạ. Tôi cũng rất thích môn thể thao. Dạ. Thế cậu thích môn gì? Dạ, con thích bóng đá. Bóng đá? Dạ. Tôi thích. Tôi rất thích bóng đá. Dạ. Không đêm nào tôi không xem bóng đá. Không xem bóng đá thì không ngủ được. Dạ. Mùa giải nào tôi cũng xem, không bỏ. Dạ, con cũng vậy. Rất thích. Dạ. Thế thần tượng của cậu là ai? Dạ David Beckham. Tôi thích David Beckham. Dạ. Bởi vì những người thích David Beckham là những người rất chung thủy, là những người chồng rất lý tưởng, những người đàn ông tốt. Dạ. Thiệt hả ba? Uống cà phê đi. Dạ. Tôi và cậu có nhiều điểm chung. Dạ. Cậu có thích mắm tôm không? Mắm tôm. Dạ mắm tôm. Mắm tôm. Dạ có, con thích. Con thích, thích mắm tôm. Dạ. Tôi cũng thích mắm tôm. Như vậy là tôi và cậu rất phù hợp với nhau. Từ vui chơi nè, thể thao, ăn uống, tất cả mọi thứ chúng ta hợp nhau. Có lẽ là đã có duyên từ kiếp trước. Dạ, công nhận có duyên ghê. Đứng lại coi. Dạ. Thích cậu rồi đó. Con thích bác rồi đó. Ngồi xuống đi. Sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Đàn ông trai phải vậy mà được á. Dạ. Tôi thích cậu lắm rồi đó nghe. Dạ, con thích bác quá chừng. Ba ơi, hey. Ba với anh có nói chuyện ở nhà đi nha. Con đi vệ sinh.
Bây giờ nó chơi tiếp đó, tôi dạ. Tôi khoái cậu rồi đó. Dạ. À, nói thật với cậu đó, hồi trước giờ á, à, Diệu Hiền á nó cũng có vài người bạn trai rồi. Dạ. Nhưng mà tôi không thích. Dạ. Tại vì những người đó gần như là vô dụng. Dạ. Không hợp với tôi. Dạ. À, cậu là người tôi chịu này. Dạ. Mà cậu ha, cao ráo đẹp trai gì, không chưa chắc Diệu Hiền phải là người đầu tiên của cậu đúng không? À, dạ. Đâu có cần phải thật thà vậy. Dạ. Mà thôi sao? À, thật thà cũng được thôi mà. Dạ. Tôi thích tính thật thà. Thích. Dạ. Dạ. Thật ra con vừa mới ly dị vợ. Tôi thích. Hả? Xin lỗi. Tôi bị sốc thôi. Bị sốc thôi. Cậu có vợ rồi? Dạ. Dạ có rồi, nhưng mà ly dị rồi. Từ lúc nào? Dạ một năm trước. Không sao, cái thời buổi lộn xộn bây giờ là ly dị là bình thường. Tại vì lớn lên rồi cha mẹ gấp rút quá, gả cưới sớm quá, rồi cho nên không hiểu nhau, ly dị là bình thường. Tôi cũng có thằng cháu cũng mới vừa ly dị đấy. Nghe nói cái cô bạn ở chung phòng với con Diệu Hiền cũng mới vừa ly dị chồng. Dạ đúng rồi. Đó, nghe nói là chồng của cô bạn của Diệu Hiền á cũng là một người thầy dạy thể thao. Người đó là con. Tôi sốc. Sốc. Tôi nghe nói là con nhỏ bạn của Diệu Hiền cũng có đứa con. Dạ, con là ba của nó. Tôi thích. Ba với anh nói chuyện tới đâu rồi? Ba đi đâu vậy? Tôi lấy con cánh hả?